nhớ rồi nè. Đi xuống đây nhớ rồi nè. Nhiều quá. Rồi. Ôi mau chứ hả? Tới rồi. Tới nhà rồi. Đi thấy lâu về mau chứ hả? Rồi mình về tới nhà quý vị ơi. Rồi mình về tới nhà giờ này là ta đi đằng kia ta dọ đằng cho mấy đồng đạo coi nhà. Rồi ta lãnh nguyên cái nhà. Sáng sáng giờ 20. 18 giờ 20 quý vị ơi. Rồi mình về tới cái điểm mình tập kết. 6 giờ còn sớm gì đó hả? 10. Tại nhà mình nãy nghe được xích đạo mà. Xích đạo rồi đó. Bên tay. Đây, đoàn mình về đó. Đầy đủ hết rồi đó. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu. Xiết chưa hả? Dạ. Rồi bây giờ là mình về tới nhà quý vị. Mình về tới chỗ nhà chợ rồi. 18 giờ 18, 20 phút là 6 giờ 20 phút rồi. Nhưng mà vì mình ở trên cái đỉnh rất là cao. Mà cái đỉnh cao nhất là 1080m. Là cái đỉnh cao nhất của Tà Lơn mà không biết mình đang ở tọa độ nào. Cao nhất hay là cao vừa, cao trung gì đây. Thành ra cái mặt trời 6 giờ 20 chiều rồi, 18 giờ 20 rồi mà mình vẫn còn thấy còn ánh sáng mặt trời. Rồi bây giờ mình kết thúc cái lối clip đây quý vị ơi. Rồi mình vô nhà trọ. Mình nghỉ tắm rửa, ngủ nghỉ rồi mai tiếp tục cuộc hành trình. Đây, cái nhà trọ mình đây. Đó. Mời quý chị vào phòng. Đó. Đó, mà xin mình có xài không chị? Chị. Chắc vô chỗ không sống chứ vậy, vô trong núi mà. Không sống rồi chứ. Dạ chú. Chị ơi, dạ. Chị là chủ trọ phải không? Dạ, có chị, chữ này chữ gì chị dịch mẹ hả? Người đem đây bà hồi đó bán là cơm với hủ tiếu. Bán kêu bán cơm hủ tiếu. Bán cơm hủ tiếu hả? Dạ. Chị đọc cho mẹ em cái. Đọc sao? Đọc cơm hủ tiếu đọc gì vậy? Bán cơm người biết dành đâu đó kêu đó em đọc giùm chợ. Anh bài tiêu. Bài tiêu hả? Ờ lụa bài lụa tiêu. Lụa bài lụa tiêu hả? Ờ. Là ăn là bán cơm. Cơm hủ tiếu hả? Ờ cơm hủ tiếu. Lụa bài lụa tiêu. Ờ giờ rồi. Lụa bài lụa tiêu cái gì ơi là mình biết cái bản này cái tên rồi đó. Đó nhờ cái anh này á, anh dân địa phương này anh dịch cho mình đó. Là bác tài của mình chở suốt mình suốt đi mấy ngày qua đó. Rồi cảm ơn bác tài luôn rồi vậy là cái uống phê luôn. Rồi anh bác tài uống cà phê luôn. Rồi cảm ơn bác tài còn mấy chặng nữa phải không? Còn mấy chặng nữa? Mấy chặng nữa, đi 2 ngày nữa. 2 chặng nữa. Còn nhiều lắm. 2 chặng đường nữa. Mà cảm giác đi sao theo bác tài, thấy sao bác tài? Chặng vui đường có gì đâu. Vui phải không? Vui. Bác tài này cũng vui vẻ lắm. Rồi, cảm ơn bác tài. Bây giờ mình đi vào quý vị ơi. Nè anh bạn này anh mừng mình nè. Có quen biết cái đâu mà. Cưng quá ha. Cứ cầm vô hả? Rồi. Quên. Quên. Cưng ha. Nhà đứa con. Nhà đứa con đã được. Giống như là cái gói vậy đó. Ồ, nặng quá, sao nặng rồi. Ồ, tôi không nổi luôn. Hai chục không? Hai chục không? Chắc cả 17, 18 kg vậy. Được cái bộ lông dài quá à. Giống này không biết giống gì. Chắc giống chó quá. Cảm giác sao chú? Cảm giác sao? À, cũng được, không được hả? Mai tiếp tục phải không? Đó, về tới chỗ mình nghỉ rồi quý vị ơi. Đoạn này cũng đồng nhà chú ơi, địa phương. Đồng nhà? Nhà lên. Wow, dễ tưởng là lạ. Bình Thủy, Mỹ Đức, Đồng Tháp, tôi ở Bình Thủy. Mà đi
ở Cần Thơ. À, Cần Thơ, Cần Thơ mà cái đường đi cho Rạch Giá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kinh. Biết không? Vĩnh Thục, chắc Vĩnh Thục nó. À biết. Rồi Quỳnh đi lên nhiêu? 27 người, 16 chiếc xe. Ủa vậy là mấy đoàn mà nhiều vậy hả? Cái này hai đoàn rồi đó. Hai đoàn hả? Còn đoàn khác nữa mà. Cái đoàn này. Cái đoàn này là cái đoàn mới lên cũng địa phương với con. À. 27 ngày. Còn một đoàn khác nữa. Đúng không? Có đoàn này đoàn mới nè. À. Đoàn mới đó là đoàn của bác này đó. À. Còn đoàn mình thì đoàn cũ. À. À, như vậy là cái đoàn mình về tới đây. Xong rồi bắt đầu mình chuẩn bị tắm rửa ăn cơm cái gì rồi bây giờ mình kết thúc clip ở đây ha, rồi tiếp tục vào tối nay nha, đội tràng sinh hoạt thì mình bắt đầu mình ghi hình tiếp. Rồi bây giờ mình cái nhóm cái gì dùng cơ cả để sử dụng nha, dùng cơ trong tránh niệm nha, để bà con không có sự thanh tịnh. Giờ bây giờ thông báo là cái đầu mình dùng cơm, còn cái đầu bên kia là bắt đầu cúng cái gì à, thành ra mình bên đây ăn cơm mà giữ im lặng. Đó, cái đoàn đó tới sau mình mới tới ngày hôm nay, ngày mình tới ngày hôm qua là đoàn đó đi sau một ngày cũng bên tháp 10 đồng tháp cái gì Thanh Bình tháp 10 đồng tháp. Rồi bây giờ mình dùng cơm với đây giác này là 19:55 rồi, gần 20 giờ rồi. Là 8 giờ, cháy 5 phút nữa 8 giờ rồi. Dài ra, dài ra chút nữa nó cháy rồi. Dài ra, dài ra. Nào luôn. Rồi bữa cơm hôm nay thì mình có đây có nhiều trẻ nặng vô không không phải hiền lắm, không cho là phải nhìn thấy đó. Vô đây là đây đổ luôn nha, thiếu đổ phải không? Đổ đây. Em à, mà bên cả đây quý vị. Món của hôm nay là có cà dưa, còn cái này đậu hũ chiên, còn cái này là cà chua nè. Thiếu ngoài nữa không? Mà kêu cho chị là phổi phổi liền của ta, có cà chua nó cầm cái cà phổi với cà phổi ơi, mình cám mình im lặng nha, chua cà phổi xem cái tròn tròn ngon ha, cà tròn đậu phộng đó, có con nhớ cà phổi nó dài dài cô, cà tròn cái loại cà tròn ha, cái gì rồi cô bác mình dùng cơm. Giờ này là 20 giờ quá vậy, 20 giờ tại cái đoàn mình đi về là cũng tối rồi, mấy cô bác, mấy cô nữ thì về mắc nấu cơm, còn mình về là mình chỉ chờ cơm chín ăn thôi. Cảm ơn mấy cô nữ rất là nhiều. Rồi, nào có quẹt luôn cái gì anh? Gấp múc ngự muỗng đi anh mừng. Ông nào phải ăn không đổi gán ăn. Gieo duyên, gieo duyên. Cái này là sản của mà đồng quê này nghe quý vị. Dương Dương có cơm cháy nè, khô ạ. Cơm cháy là mới đúng bộ. Thấy cái món này sản đồng quê không? Cô bác mình dùng cơm đây, mình cũng dùng cơm luôn quý vị ơi. Mình dừng ở đây rồi đợi tới
ăn cơm xong rồi mình có thời gian mình đi đợi tiếp cho mình xem. Mặn mà nội rồi, ăn này mà gấp tá mà bên kia thì trường bữa nào 4 chén rồi. Cái đội này cũng ở bên Thanh Bình Đồng Tháp thì chung với cái chuyện đoàn bên này. Cảm ơn cô. Cậu la ca bán cho cậu xíu là xong luôn. Muốn bỏ chén. Đây nó đoàn đoàn đi. Đoàn này nữ dẫn đoàn cái gì? Chỗ bút lại, chỗ ba lại. Ủa? Cơm quên? Có. Cơm gì vậy? Rồi cái này cơm của mình còn dư hả vậy cô? Cơm còn. Dạ. Lên chờ cho em quay. Tính sáng mình kiêng nữa đó. À, có nghĩa là sáng mình kiêng lại mình ăn khỏi nấu rồi cô. Ừ. Rồi nấu khác mình ăn theo. À, có nghĩa là sáng mình kiêng là mình ăn liền. Ừ. Rồi cái nấu khác đem theo như ngày nay vậy hả cô? Ừ. Dạ. À, mình nấu sớm. Dạ. Mình nấu sớm. Dạ. Dạ. Mình đợi, lại mình đợi không kia. Dạ. Mình ra nó. Dạ. Nó cứ quẹt mình là ngon lắm. Cô nói làm con coi. Cái này là mình để nước tương hả? Nước tương với đường với bột ngọt. Nước tương với đường với bột ngọt. Còn sao nó đông lên được cô? Kho nó khô rồi hả? Con tưởng có muối chứ. Mỗi lần con kho thử ở nhà ông ăn, con tự kho. Con bỏ muối rồi nó mặn, ăn không nổi. Đừng bỏ muối. Kho để từ từ nó khô. Nước tương, đường, bột ngọt. Chút vô ăn. Chút vô ăn. Rồi tiêu. Rồi con ăn cô. Đây. Bây giờ mình chạy cái khu sau hậu trường nữa vậy. Đây. Cái đầu mình nữa vậy. Mình đi giếng cùng với mấy chị này nè. Đi về đã rồi cái nằm nghỉ đã mấy chị nấu cơm cho mình ăn xong rồi bây giờ rửa chén cho mình ăn mà đều ngon đúng không, không nấu đâu nữa chứ ăn mắc khỏi à. Ăn ngon thì đúng rồi, ăn thì phải ngon rồi. Đó thấy chưa, đó là phe nam là sung sướng nhất à, phe nữ nấu ăn là cực nhất, về nấu ăn xong rồi ăn, ví dụ mà có chịch chọt gì còn chơi này chơi kia nữa mà hơn có cái là mấy ngày nay không có bị chê. Tôi về gửi qua cái điện thoại tôi rồi tôi thả tim cho. Tôi biết làm gì cho nó biết. Chị này đồng mình hả chị? À đồng mình đó. Đồng mình đó. Đồng mình đó. Ủa chị ở Đồng Tháp hả? Ngon mà, ờ. Có cái đoàn Đồng Tháp chung với cái bên nhóm của mình á. Món quà á. Nè, lỡ cái tổ này luôn. Ba mình đi cũng rất nhiều lần rồi. Mà lần nào vậy thấy mấy cô, mấy chị rất là cực. Đầu tắt mặt tối. Cái gì cơ? Mấy cái đoàn trước rồi có mấy cái cô hậu cần với mấy chú hậu cần riêng. Dạ. Là mấy chú lớn tuổi với mấy cô lớn tuổi á. Dạ. Ở nhà là chiên là nấu ăn không à, còn mấy chú mà còn khỏe thì cũng đi theo đoàn. Rồi về nhà là có cơm sẵn ăn luôn à. Giờ tới nhà tắm là ăn liền.
Còn cái này là không có đồ hậu cần ghi cái gì, là người trong đầu nấu không? Đó, mấy bộ rồi đó. Rồi. Vậy là cái bữa cơm của mình tối nay đã xong. Giờ này mấy cô rửa cũng xong rồi. Là 20 giờ 25 phút rồi. Mình 8 giờ rưỡi tối. Rồi, bây giờ là bắt đầu trở lại là chuẩn bị cầu cúng cái gì à. Bây giờ tắm đi rồi chuẩn bị cầu cúng. Đó, đi trở về cho cái ổ mình kết rồi. Giờ là bỏ tư thế người xuống, chắp tay ngang trán, cúi kính dâng hương trước cửa quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tịnh ngộ quy y Phật, chỉ dốc tu hiền tạo phước duyên. Và chấp tay và bảo cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hành, tu cầu tâm tổ siêu thân Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải thiên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, độ con ý ổn vững bền cội tu. Mời quý vị sát và đồng quỳ xuống. Và đồng thánh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thánh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thánh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thánh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và bốn lạy sám quý vị đồng đứng lên. Dạ sa ba sa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ tiếp đến về quý vị hướng dạ không, ta bảo Đức Phật Đức Thầy đồng sa ba sa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ mà quý vị đồng đi xuống chắp tay ngang chân. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sương Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ứng chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Và mời quý vị đồng lãnh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng lãnh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng lãnh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Và mời quý vị đồng lãnh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại xong rồi. Dạ xá bồng xá Nam Mô A Di Đà Phật. Chắp tay nhập. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hậu Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cứu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vạn Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Phá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bá Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Mời quý vị xá một xá và đọc quỷ xuống. Mời quý vị đồng thánh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thánh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thánh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thánh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật.
mới lại sang một đồng đúng lắm. Quý vị, xá một xá Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Bi Chí Bồ Tát, bên phải Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị xoay hướng sau lưng. Hướng sau lưng đại diện bạc Thánh Thiên, mời quý vị hướng Thánh Thiên xá ta xa và đồng quỳ xuống. Chắp tay thân hương, khai giác thành tâm thành cầu. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành đánh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mời quý vị đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà, đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Vốn lại sống về đồng và xá ba xá y chú Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và chắp tay đồng ngực đọc tiếp. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhơ Hoàng Liên Hoa Hải Hậu Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Pháp Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vãng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Đi. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội, Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự, Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Mời quý vị xá một xá và quỳ xuống và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị đồng và xá ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị xoay sơn và mời quý vị xá ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật và chắp tay đồng. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hậu Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Của Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vãng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Đi. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội, Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự, Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Mời quý vị xá một xá và quỳ xuống đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và bốn lần xong đồng đảnh lễ. Xá ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị xoay một bước ra. Mời quý vị xá ba xá và chắp tay vào ngực. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Của Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Hộ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vàng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Luân. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Gia Đắc Đạo Quả. Mời quý vị xá đồng xá đồng tình xá gia đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đồng đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đạt của gì đồng. Đạt sa ba sa y. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị xoay. Mời quý vị đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chắp tay dậy. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Của Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vạn Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Nhất Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Luân. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Gia Đắc Đạo Quả. Và mời quý vị xá bà xá. Nam mô A Di Đà Phật. Và 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 lại xong và đọc. Xá bà xá. Điều đó là gì? Bồ Tát Thế Vương Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người sẽ dọc lại bàn thứ nhất và hướng thẳng vào thông thiên xá bà xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người sẽ dọc lại bàn thứ nhất đọc xá bà xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngôi Tâm Bảo Địa Phật thầy đọc xá bà xá. Nam mô A Di Đà Phật. Sao kim sao Phật cũng thầy đọc xá hay xá. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi để là xong. Và mời quý vị vị sư để để xin mời quý đồng đạo chúng ta an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng thưa chư đồng đạo thân mến, vừa qua rồi thì chúng ta có một cái thờ công phu rất là an lạc. Để khi công phu xong, cái thầy nói muốn niệm Phật cũng được. Chúng thưa quý vị, niệm Phật thì chúng ta có hai cách. Một là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đồng đạo kính mến, trên dưới 10 phút niệm Phật chúng ta đã niệm qua. Giờ đây mời tất cả chư quý vị hướng về Tam Bảo Phật Đài thành kính ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay dâng lên tráng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Thượng Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi và Chư Vị Sơn Thần ở núi Tà Lơn,
cảm ứng chính mình. Hôm nay tất cả chúng con nguyện đem công đức lành niệm Phật hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sanh trong ba cõi sáu đường âm siêu dương thới, thế giới hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam và vương quốc Campuchia được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Hồi hướng cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, hồi hướng cho phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chúng con lỡ lầm tay sát hại, vô tình hay cố ý, lời nguyện hồi hướng nếu có ai thấy nghe đồng phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh về Phật quốc, hết khổ được vui. Chúng con xin thành tâm hồi hướng công đức làm niệm Phật này về bửu quý gia đình chúng con, từ trên tới dưới thuận hòa, hãy hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, được vui vẻ mạnh lành, từ đầu năm đến cuối năm chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Chúng con xin thành tâm hồi hướng trang nghiêm cội tịnh độ, hết một báo thân này mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành, khi lâm chung thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, biết trước ngày giờ chánh niệm giảng sanh, thấy Đức Phật A Di Đà tiếp độ chúng con đồng bay về cực lạc một đàn. Chúng con xin thành tâm cầu siêu cho tất cả những người bị sập đất ở Sa Di và Thổ Nhĩ Kỳ qua đời, và những người bị chiến tranh của Nga, Ukraine qua đời, và những người bị Covid mà qua đời. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ các vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc chúng ta sáng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Sáng Phật chánh giữa A Di Đà Bồ Tát hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời quý vị chúng ta xả chân ra cho đỡ tê. Tê gì lắm sao mà đắp dữ ạ? Nói thầy ba con cũng tê giờ vẽ luôn. Bà Út bà đi ngày nay không biết sao bà về chiều nay có thúc cháu bà nằm cái chỗ mệt quá. Bà Út là em của bà Ba Mỹ, em bà Năm nè. Đâu rồi, có tiêu Út rồi. Ở chụp mình nữa đó thấy không? Khi nào gặp có cảnh gì đâu, bởi vì nó sợ chụp mình hoài. Con xin trân trọng kính chào lại toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em đồng đạo. Dạ, kính thưa quý vị, với cái lộ đường mà hôm nay chúng ta đã trải qua thì nó khá là xa mà đường dốc. Bữa hôm trước khi đi với bà Út Lắp, bà hỏi đi núi là nhóm dốc dữ lắm mày, con nói không được, mà khá như đường đâu vậy. Mà sửa thiệt, cách đây 12 năm con đi với ông Tư Kiết không có vậy. Mà sao không biết bà Nam hay trông ngổ ghét gì đâu, mình đốt dám đi cái đường gì mắc nhơi xanh đứng đi không chết luôn. Đi bà muốn giàu á, nào lợi hết rồi, giờ béo nằm hoài. Thành ra không biết hôm nay bà Nam ghét là mình sao đốt đi, hay là ổng thấy ông để râu giống ổng rồi ổng muốn như làm sao cho mất ông để còn ổng cái gì đó. Bữa nay về là bố cúng ổng không có đứng luôn, cúng ngồi luôn á. Dạ.
làm như trong người bệnh sẵn á, thành ra đi cái đường này làm trong người nó mất đi cái sức khỏe. Nhưng mà hẹn đêm nay ngủ là ngày mai tự tiếp và chú hai dẫn khó hơn cũng đi nữa. Thành ra mời chú lựa đường nào dữ hơn đường bữa nay. Ngày mai đó là loại nhiều nhưng mà loại đồng bằng không đó. Cảnh tiên ra một cảnh tiên không ạ. Mấy cảnh bên kia là khổ hạn. Bên đây là... 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 Bên đây là